Thưa quý vị, tối qua tại công viên Biên Hùng, Ban thư ký Hội sinh viên tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa tổ chức lễ khai mạc tuần lễ học sinh sinh viên tỉnh Đồng Nai năm 2023, đồng thời phát động chương trình phân loại rác tại nguồn trong học sinh sinh viên. Tuần lễ học sinh sinh viên là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028 và chào mừng 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa Đồng Nai. 25 tuổi giấc mơ là trẻ nhất lúc đó thì tất nhiên là... Phát biểu tại lễ khai mạc tuần lễ, anh Võ Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh cho biết, tuần lễ học sinh sinh viên được tổ chức với đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng nhiều sân chơi phong phú, bổ ích, thiết thực, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh sinh viên và người dân. Đây là dịp để học sinh sinh viên có những trải nghiệm lý thú, hấp dẫn trong quãng đời đi học của mình. Trong tuần lễ thì chúng tôi sẽ tổ chức các cái hoạt động như là tìm kiếm tài năng trong sinh viên, tổ chức hoạt động tặng quà, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó thì sẽ có các cái gian hàng bình ổn giá hoặc là các gian hàng không đồng để hỗ trợ cho các bạn sinh viên đến trải nghiệm và mua sắm những cái vật dụng, những cái dụng cụ học tập phục vụ trong việc học tập của mình tại trường, tại lớp. Tại lễ khai mạc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa đã phát động chương trình phân loại rác tại nguồn trong học sinh sinh viên. Thời gian qua, đông đảo học sinh sinh viên trên địa bàn với sức trẻ nhiệt huyết của mình đã góp phần không nhỏ trong các hoạt động nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường chung của thành phố. Qua buổi phát động, trong mỗi học sinh sinh viên sẽ tiếp tục hưởng ứng chương trình phân loại rác tại nguồn từ những hành động nhỏ nhưng thiết thực để bảo vệ môi trường. Trò chơi đó rất là vui, với lại nó giúp cho chúng ta có hiểu biết về phân loại rác để tái chế sử dụng. Cái phân loại rác đó thì sẽ giúp cho môi trường thêm sạch đẹp hơn, nên là con thực hiện rất tốt. Dịp này, Ban thư ký Hội sinh viên tỉnh Đồng Nai đã trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, trao tặng 20 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, trao giấy chứng nhận các cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đồng Nai chạy trực tuyến PI cho hội viên sinh viên. Sau lễ khai mạc, Hội sinh viên tỉnh đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy cho học sinh sinh viên. Qua cái buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy thì anh em có chia sẻ về cách phòng chống cháy nổ như thế nào và làm sao để họ gọi cứu hộ và các biện pháp là giúp mình hạn chế rủi ro khi cháy nổ. Và em thấy rất là tâm huyết. Qua hoạt động, học sinh sinh viên nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy và được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra.